Ngày 1 tháng 8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại khu vực ấp Bình Đông 1 có nhiều đối tượng tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền. Công an xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân tiến hành đến địa điểm kiểm tra và phát hiện 7 đối tượng đang đánh bài ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 4 bộ bài, 2 điện thoại di động và 320.000 đồng trên chiếu bạc. Hiện nội vụ đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Công an xã Bình Thạnh Đông đã triệt xóa 27 vụ tệ nạn xã hội, gồm đánh bài, đá gà, số lô, đề, liên quan 116 đối tượng. Qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính, thu số tiền trên 220 triệu đồng.